Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu, 18 tây tháng 11, 2022. Bây giờ là sáng sớm ở Bắc California, thì lúc này nó là mùa đông, trời nó rất là lạnh. Cho nên đó, ở trong nhà nó thì trời lạnh lắm, cho nên bữa nay tôi phải lấy cái áo rốt này ra. Tôi mặc cái áo này thì nó dài, nó phủ tới chân luôn để cho nó ấm. Thì cái giờ này là giờ uống cà phê, cho nên tôi cũng nhân đang làm cà phê thì tôi muốn nói chuyện với các bạn một chút xíu. Các bạn thấy đó, cái đời sống bên Mỹ đó, sống đơn giản là khỏe nhất. Cà phê là pha sẵn rồi, sáng sớm ra chỉ có việc bỏ vô microwave là uống thôi. Đó, tôi mới uống ly cà phê rồi đó các bạn. Thì đã nhân tiện uống cà phê này đó thì tôi cũng nói chuyện với các bạn một chút. Tôi đó là làm video để muốn giúp cho các bạn có cái tương lai thôi. Muốn giúp các bạn có cái đầu óc sáng tạo thôi. Giúp các bạn hiểu về kinh tế, về tình hình thế giới, để các bạn có tương lai. Chứ tôi không làm video để tôi kiếm vài đồng bạc mỗi ngày đâu. Tôi không có cần đi làm video để kiếm tiền đâu. Tôi làm video để nói đến cái sự thật là cái chân lý của con người, để giúp cho con người có cuộc sống tốt hơn. Đó. Tại sao là tôi lại nói nhiều về cộng sản? Tại vì tôi hiểu về cộng sản rành quá, mỗi ngày tôi đều đọc sách mà. Mỗi ngày tôi đều đọc sách. Tôi hiểu cộng sản á là muốn thống trị con người để đưa con người á trở thành một con vật. Cho nên á, khi mà muốn thống trị con người á thì cộng sản họ phải đưa ra những cái gì gọi là đó, để làm cho con người phải say mê với cái chủ nghĩa cộng sản. Khi mà nói cái vấn đề say mê là tôi muốn nói về cái vấn đề đó là cộng sản vẽ ra một cái thiên đường trên trái đất này. Họ nói thôi, họ nói là xã hội chủ nghĩa là mọi người bình đẳng, mọi người đều gọi là có cơm ăn áo mặc, mọi người để cái gì cũng có hết. Nhưng mà họ không có nói là đó ai làm ra những cái này đó các bạn. Cho nên đó, khi mà người cộng sản đó, khi mà họ thành công, họ nắm quyền rồi đó, họ kiểm soát được con người rồi đó, thì bắt đầu đó họ phải khủng bố, họ giết những cái người đó mà chống đối họ. Tại vì đó, nếu họ không giết người ta thì người ta sẽ lật đổ cộng sản thôi. Tại vì khi mà con người mà nhìn thấy là cộng sản nó chỉ là lừa đảo, giống như nhiều người dân miền Nam đó, những người mà đi theo cộng sản đó các bạn, sau 1975 thì họ thức tỉnh, thì nhiều người họ bỏ chạy qua Pháp, còn nhiều người thì bỏ chạy qua Mỹ. Nhiều người chạy không kịp thì về thì chạy vô tù cải tạo 10 năm, 20 năm thì cộng sản nó làm cho gọi là chết dần chết mòn, hay là gọi là nó làm cho gọi là đói ăn đói khổ để mang bệnh trong người. Đến lúc mà cộng sản nó thả ra tù thì coi như là cũng gần chết rồi, trong người mang đầy đầy, đầy mang đủ thứ bệnh hết rồi.
May mắn cho cái đất nước Việt Nam á, là Cộng sản Liên Xô nó sụp đổ 1991, và Cộng sản á, không có vâng theo chỉ đạo của Cộng sản Trung Quốc, cho nên bị Cộng sản Trung Quốc nó đánh 1978 và 88, thì nó đã làm cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ thức tỉnh. Cộng sản Việt Nam họ thức tỉnh là gì? Khi mà họ nhìn thấy đó, đi theo Cộng sản Trung Quốc, đi theo Cộng sản Nga thì chỉ có chết người dân thôi. Khi mà người dân mà chết nhiều quá đó, thì là Cộng sản Việt Nam sẽ là gì? Sẽ là tội nhân của lịch sử Việt Nam. Cho nên á, Cộng sản Việt Nam họ đã thức tỉnh, và 1992 đó thì họ đã đầu hàng Mỹ, đầu hàng Cộng sản Trung Quốc luôn, rút quân ra khỏi Campuchia, Thái Lan, và đó, đổi mới Việt Nam đi theo định hướng tư bản chủ nghĩa, thì Việt Nam mới có được cái ngày hôm nay. Nếu mà Cộng sản Nga mà còn á, thì Cộng sản Việt Nam á, nó cũng chẳng đi theo thằng Mỹ đâu. Tại vì có Nga cung cấp vũ khí, cung cấp nhiên liệu để cho Cộng sản Việt Nam tiếp tục đánh Thái Lan, đánh Campuchia. Nhưng mà nó may mắn là gì? Cộng sản Liên Xô nó sụp đổ. Và cái người dân Việt Nam mới được giải thoát khỏi cái thảm họa Cộng sản rồi. Cộng sản Việt Nam bây giờ đó là họ đi theo cái hệ thống của gọi là tư bản đô la hết rồi. Tất cả cái hệ thống tổ chức từ nhà bên cho đến gọi là chứng khoán, rồi cho đến là tòa án, hành chánh là gì? Là họ bắt chước theo hệ thống tư bản. Nhưng mà Cộng sản nó vẫn đằng sau lưng nó kiểm soát, nó điều khiển để nó lừa đảo người dân Việt Nam. Cộng sản Nga đó thì đó đã sụp đổ rồi, nhưng mà Cộng sản Nga thì bây giờ đó nó đang chuyển thành một cái gọi là một cái đảng độc tài, giống y như Cộng sản Việt Nam vậy. Cái hệ thống nó y chang như nhau. Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Putin là cái hệ thống gọi là tụi nó giống y như nhau. Tại vì đó Cộng sản đó, họ học lẫn nhau, họ học những cái gọi là họ học những cái mà gọi là đường lối để mà kiểm soát, để mà thống trị người dân, để mà khủng bố người dân. Nói về cái chiến tranh Ukraine đó thì á, tôi phải nói là gì? Cái người Ukraine á, người ta đang làm một cái sứ mạng lịch sử. Là đó, người ta bảo vệ Âu Châu. Tại vì đó, nếu mà Ukraine mà bị Cộng sản Putin nó chiếm á, thì á, những cái quốc gia tiếp theo là sẽ bị Cộng sản Putin nó chiếm tiếp là gì? Một cái quốc gia mà gọi là tôi thấy gọi là rất là nguy hiểm sẽ bị chiếm. Thứ hai là Moldova. Tại vì quốc gia này đó nó có quân đội Nga nằm sát bên đó, mà nó nằm sát ở bên Ukraine nữa, nó nằm sát với lại cái hải cảng Odessa của Ukraine ở phía nam đó. Đó là cái lý do mà tại sao á, Âu Châu đó và Mỹ họ quyết tâm họ phải giúp cho Ukraine bảo vệ cái độc lập tự do của Ukraine. Thì muốn bảo vệ cái độc lập tự do của Ukraine thì đó, cái người Ukraine họ cần được giúp đỡ. Thì họ đó họ họ trả bằng xương máu của họ, nhưng mà vũ khí thì Mỹ và Âu Châu là phải viện trợ cho Ukraine để mà đánh bại xâm lược Putin. Nhiều người đã suy nghĩ là Ukraine sẽ giống như là Việt Nam Cộng Hòa, vậy không có đâu. Cái tinh thần của người Ukraine họ rất là cao. Họ đã sống với Cộng sản rồi, cho nên vì họ không có muốn đi theo Cộng sản nữa. Cho nên họ muốn đi theo Âu Châu để mà giải thoát cái tương lai cho con cháu, thế hệ con cháu sau này.
giống như cái người dân Việt Nam đó. Mà giờ người dân Việt Nam bây giờ đó, nhiều người họ khá giả hơn là tại vì họ nhờ giống như là địa ốc nó tăng lên, rồi có bà con ở nước ngoài gửi tiền về, cho nên cuộc sống họ khá hơn. Có những người thì họ đồng ý họ sống với cộng sản, họ nghĩ là bây giờ họ có cuộc sống tốt rồi, họ không cần nữa. Nhưng mà có những người họ nhìn xa hơn, họ vẫn gửi con cháu họ đi ra nước ngoài học và tìm đường gọi là định cư ở nước ngoài luôn, nhất là đi qua Mỹ, đi qua Úc, đi qua Canada, đi qua New Zealand. Ngay cả con cháu cộng sản cũng thế, con cháu cộng sản bây giờ đó, họ cũng đi qua Mỹ họ định cư chứ họ không ở Việt Nam nữa. Cái đó là cái thực tế là tôi muốn nói. Ngay cả con cháu của những người lãnh đạo cao cấp cộng sản như là con gái của ông thứ trưởng, gọi là nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Nguyễn Thanh Sơn đó, cái ông mà ông Nguyễn Thanh Sơn là ông là được giao cái trách nhiệm là hòa hợp hòa giải dân tộc, ông đi chiêu hồi những cái Việt kiều hải ngoại đó. Thì bây giờ đó thì ông Hoàng Duy Hùng là cũng được ông Nguyễn Thanh Sơn họ ông chiêu hồi đó. Ông Hoàng Duy Hùng đó, ông ở Việt Nam thì ông nói 100% theo cộng sản à, nhưng mà ông chạy qua Mỹ rồi, ông đang được tự do rồi, cho nên bây giờ đó ông với lại cộng sản bây giờ lại đang gọi là đánh nhau trở lại. Thì những cái gì tôi nói là các bạn thấy không, khi mà một con người ta sống với cái chế độ tự do đó thì người ta có quyền tự do để nói chuyện, nhưng mà khi mà mình tự do mình nói chuyện theo cái suy nghĩ của mình đó thì mình sẽ đi ngược lại cái ý thức hệ của cộng sản Việt Nam đó. Cho nên cộng sản Việt Nam nó rất là sợ cái xã hội tự do Mỹ, nó sợ lắm. Cái xã hội tự do Mỹ đó nó sẽ làm sụp đổ cộng sản, mà nó trước nhất trước khi nó làm sụp đổ cộng sản đó thì nó phải đánh đổ cái ý thức hệ của cộng sản. Tại vì cộng sản nó chỉ nói không có đúng sự thật, gọi là nói láo nói phét đó. Các bạn thấy không, bây giờ Việt Nam bây giờ ai tin cộng sản Việt Nam? Tôi không nghĩ là ai tin cộng sản Việt Nam đâu. Ngay cả tôi có những người bạn cậu của tôi là họ đi theo cộng sản, họ cũng còn không tin cộng sản nữa mà. Họ đi theo cộng sản là để họ kiếm ăn. Họ đi theo cộng sản để họ làm kinh tế, chứ không phải họ đi theo cộng sản để là vì cái lý tưởng là gì? Yêu nước. Cộng sản Việt Nam nó là nô lệ thằng cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam thà mất nước chứ không mất Đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam chỉ cần gọi là nắm quyền cai trị Việt Nam, chia nhau đất đai, chia nhau tài sản, chia nhau lợi ích nhóm, và đó bảo vệ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là quan trọng nhất. Cho nên cái đề tài tôi muốn nói là gì? Các bạn đừng có bao giờ nghĩ là gì? Yêu nước Việt Nam tức là phải yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai cái đó nó khác biệt hoàn toàn. Các bạn yêu nước Việt Nam khác, mà các bạn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam là khác. Nhưng mà Đảng Cộng sản thì họ muốn gọi là đó, họ muốn gọi là đó, Đảng là nước Việt Nam, yêu nước thì phải yêu Đảng, chuyện nó không được đâu. Các bạn thấy không, bây giờ tôi nói về cái vấn đề kinh tế Việt Nam, thấy không? Đảng Cộng sản Việt Nam đó họ cần in tiền đồng Việt Nam rất là nhiều để chi, để họ giải quyết cái kinh tế khó khăn của Đảng, của nhà nước Việt Nam, thấy không? Thì họ gây ra lạm phát. Đồng ở trên thế giới này đâu có cái đồng tiền nào mà gọi là
cứ xài tiền mà xài tiền tiền triệu với này tiền tỷ không, đâu có. Ở Việt Nam các bạn nó đi mua nó cái gì cũng là mà là tiền triệu với tiền tỷ không à. Cái đó là cái gì, cái đó nó nói là cái kinh cái nó nói là cái kinh tế, gọi là cái kinh tế đó Việt Nam á, mà do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đó, nó sẽ là cái thảm họa cho cái thế hệ tương lai Việt Nam đó. Cho nên cái kinh tế Việt Nam nhìn nó như vậy cho nó không tốt đâu. Không có đô la thì kinh tế Việt Nam nó chết ngay thôi các bạn à. Các bạn nhìn thấy rồi, bây giờ là tôi nhìn thấy á, nhiều người Việt Nam bây giờ đua nhau bán nhà, đua nhau bán cổ phiếu. Cái gì bán được là họ bán để làm gì? Chắc là họ xử lý họ bỏ chạy rồi. Con khi mà nhất là những người khi mà con cháu đã đi qua bên đây du học và đã họ tìm được cái thẻ xanh hoặc là họ vô quốc tịch Mỹ rồi thì coi như là đó, cha mẹ chuẩn bị chạy theo thôi à. Các bạn thấy không? Những người lớn tuổi qua Mỹ này thì họ được tiền an sinh. Tại vì sao? Khi mà không có còn cái sức lao động nữa thì chính phủ Mỹ đó họ cho tiền trợ cấp, bảo hiểm sức khỏe đầy đủ. Các bạn có biết là nhiều người tôi biết mà Mỹ họ còn cho đồ ăn nữa. Họ cho food stamp, rồi nhiều khi họ cho thực phẩm. Thì mấy ông bà già qua Mỹ này đó thì bây giờ đó nhiều người tháng cũng được ngàn đô la thì cứ vài tháng là lại đi về Việt Nam một chuyến. Thì tại sao mà người ta không đi qua Mỹ? Ở Việt Nam á, Cộng sản nó đâu có cho tiền đâu. Đây là cái lý do mà tại sao đó thế giới người ta đó bỏ cộng sản hết, người ta đi theo cái Mỹ tự do hết à. Mỹ không phải là tốt nhưng mà ít nhất là gì, Mỹ nó còn tạo ra được cái cơ hội cho con người. Xin lỗi các bạn nha, tôi phải uống đi cà phê cái. Tôi vừa uống cà phê tôi vừa nói chuyện. Bây giờ tôi sẽ nói chú tâm về cái vấn đề kinh tế thôi. Những kinh tế thế giới thì nó sẽ không có tốt đẹp đâu. 2023, 2024 thì kinh tế thế giới nó sẽ bị khựng lại, nó sẽ bị rất là chậm. Và cái đồng đô la nó cái giá nó cao nó sẽ làm cho gọi là thế giới mệt mỏi lắm. Nhưng mà thế giới mà mệt mỏi thì Việt Nam cũng sẽ mệt mỏi thêm thôi. Thì á, cái này là tôi là chỉ tuyên đoán thôi. Bây giờ ở Mỹ này cái lãi suất của bên Mỹ đó, cái lãi suất mà mua nhà nó đang 7% thì cái lãi suất ở Việt Nam bây giờ cũng đang cũng phải cỡ đó thôi chứ hoặc là hơn chứ không có thấp đâu. Thì á, cái lãi suất nó đang từ 2-3% mà nó lên tới 7% đó, nó sẽ làm cho cái kinh tế thế giới nó bị chậm lại. Và đó, nhiều hãng xưởng bây giờ họ đang cho lay off người ta, họ cho người ta nghỉ việc đó. Cho nên bây giờ đó là chỉ có dự trữ đô la là tốt nhất thôi. Ngay cả Mỹ bây giờ đó, tiền đó, bỏ trong nhà bank thì họ cũng trả tiền lời 4%. Còn nếu đó mà mua những cái bond của chính phủ đó, giống như tôi là tôi mua cái bond nó gọi là đó, bond mà chống lạm phát đó, hay nếu mà lạm phát tăng thì tự nhiên cái bond nó sẽ lên cái tiền lời thì nó trả cho 7%. Cái đó nó không có an toàn tại vì nó cũng đi lên đi xuống theo lạm phát, nhưng mà ít nhất là gì,
người ta không bị mất tiền, hoặc là có mất thì mất ít thôi, tại vì nó đi lên đi xuống, nó điều chỉnh theo cái giá thị trường. Còn ở Việt Nam á, bỏ tiền ở trong bank hoặc là mua cổ phiếu á, cái cơ hội mất hết. Tại vì kinh tế Việt Nam nó đang bị suy thoái rồi. Người Việt Nam bây giờ đua nhau bán nhà, đua nhau bán cổ phiếu, các bạn thấy không? Nhà bank bây giờ nó có nhiều nhà bank bây giờ đó là đang hoảng hốt. Tại vì cái tiền đầu tư cho vay mượn nó không có lấy lại được. Bây giờ kinh tế nó khựng lại như vậy vì cái chiến tranh gọi là Putin xâm lược Ukraine, nó làm cho gọi là cái trật tự thế giới nó bị đảo lộn hết rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải đầu tư thôi. Tôi vẫn mua stock của hãng xe Ford, và tôi mua cái chip điện tử Taiwan Semiconductor là của Taiwan đó. Hai cái đó thế giới nó vẫn cần. Cũng như các bạn thấy cái iPhone không? Ai bây giờ cũng cần cái iPhone hết à? Hễ thức dậy cái này phải đi tìm cái iPhone à. Cái iPhone là bây giờ là một cái người bạn song hành với lại con người chúng ta, không thể nào không có được. Đó. Và cái iPhone là gì? Cái iPhone là cái đặc sản của cái gọi là xã hội tự do. Tại vì từ cái sự tự do thì con người mới suy nghĩ ra, mới chế được cái iPhone. Cộng sản nó đâu có chế ra được những cái thứ này. Cộng sản tối ngày nó chỉ lo cách nào để mà nó suy nghĩ, để mà nó chia nhau, nó tham ô, giống như Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Nga cũng thế. Nó chia nhau, nó tham ô để mà nó chia nhau quyền lợi quốc gia, chia nhau cái tài sản của người dân. Cộng sản Trung Quốc thì nó có, nhưng mà Cộng sản Trung Quốc nó bớt đi nhiều lắm rồi. Tại vì Trung Quốc á, cái luật của nó là gì? Nếu mà tham nhũng tham ô là nó tử hình, hoặc là nó tịch thu tài sản. Cho nên nó bây giờ nó Cộng sản Trung Quốc bây giờ hầu như những cái cán bộ nó không có dám tham ô tham nhũng đâu. Nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn, tại vì Việt Nam á, là nó có phe phái rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng ông đâu có làm gì được bây giờ đó, ông đâu có quyền đâu. Quyền là do Trung ương Đảng nó gọi nó cho thì mới làm, chứ nó không cho làm gì làm. Mà bây giờ nếu mà cái phe phái mà nó mạnh á, thì nó không cho ông đánh tham nhũng, nó không cho ông đánh người kia, ông đâu có quyền đâu. Cho nên tôi chỉ nói các bạn ấy thực tế đi, đừng có nghĩ là Cộng sản nó đánh tham nhũng. Bây giờ cái phe mạnh ở trong đó, nhất là cái phe miền Bắc nó mạnh. Bây giờ nó nói gì? Bây giờ cứ đánh mấy thằng miền Nam đi. Thì ông Nguyễn Phú Trọng là cứ đánh mấy cái người miền Nam thôi. Đánh cái tụi mà tư bản miền Nam đó. Đâu có dám đụng tới cái phe Bắc Kỳ đâu. Tại vì trong Trung ương Đảng phe Bắc Kỳ nó mạnh, nó có quyền. Ông Tổng Bí Thư thì cũng chỉ gọi là tụi nó đưa ông lên thôi, thì ông phải nghe lời tụi nó. Đương nhiên nó có thằng chủ chốt trong đó chứ, nhưng mà đâu có ai biết thằng nào nó là chủ chốt đâu. Tụi nó bảo vệ quyền lợi của nhau mà. Thì bây giờ các bạn thấy không, cái phe miền Nam là cái phe là sẽ chết với cái phe Cộng sản Bắc Kỳ. Tôi nói là dựa trên những cái tôi quan sát, tôi thấy rõ ràng, chứ tôi không phải nói là tôi nói phét giống như Cộng sản Việt Nam. Tôi không phải nói phét giống như ông Hoàng Duy Hùng. Ông ở Việt Nam thì ông phải lịnh Cộng sản, ông phải nói theo Cộng sản. Bây giờ là ông Hoàng Duy Hùng qua Mỹ thì bây giờ ông an toàn rồi, ông tự do rồi. Thì bây giờ bắt đầu ra ông lại gọi là đánh nhau với Cộng sản. Thì cái vấn đề của ông Hoàng Duy Hùng đó, nó cũng nói cho người ta biết đó. Đi theo Cộng sản
không có dễ đâu. Đi theo cộng sản là phải bán linh hồn cho nó, bán cái bộ óc cho nó. Và đó, nó chỉ đạo 100%. Cái người mà có tư tưởng tự do không có đi theo cộng sản được đâu. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là những cái người mà có cái tư tưởng tự do sẽ không đi theo cộng sản được. À, anh có đi theo cộng sản đi nữa thì cộng sản nó cũng sẽ diệt anh thôi. Cho nên cái người dân Việt Nam đừng có nghĩ là ông Trọng ông có quyền để ông đánh tham nhũng. Cái đó chỉ là cái chiêu đi lừa đảo người ta thôi. Ok, cái đề tài ngày hôm nay tôi cũng đã nói nhiều rồi thì á, tôi chỉ nói để mà thức tỉnh cái người dân Việt Nam thôi. Đừng có nghĩ là ông Trọng ông có quyền để ông đánh tham nhũng. Không có đâu. Ở trong Trung ương Đảng nó có 140 ủy viên Trung ương Đảng. Thì đó, cái phe nào nó có quyền á thì nó sai bảo ông Trọng, nó nói bị ông Trọng đánh người này đánh người kia thì ông chỉ đánh theo ý của tụi nó thôi. Nhưng mà tôi nhìn thấy rồi, cái phe Cộng sản Nam Kỳ này sẽ chết với cái phe Cộng sản Bắc Kỳ. Kỳ này đó là Cộng sản Bắc Kỳ nó đánh cho gọi là nó đánh cái phe Nam Kỳ gọi là cho rớt hết để nó đưa người của nó vô nó nắm quyền. Tại vì Cộng sản Bắc Kỳ nó không có tin cái Cộng sản Nam Kỳ đâu. Tôi nói như vậy á, để cho các bạn để mà thức tỉnh. Gọi là đừng tin những gì Cộng sản nói vậy, nhìn những gì Cộng sản nó làm. Ok, thì cái video này nó cũng dài lắm rồi thì tôi cũng xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và trước khi chấm dứt thì tôi cũng xin ca một bài ca cảm ơn Chúa. Chúc cho các bạn gọi là có được một cái ngày tốt đẹp, một cái tương lai tốt đẹp. Và thứ nhất, quan trọng nhất là gì? Một cái bộ óc sáng suốt, một cái bộ óc biết nhận thức sự thật. Biết đâu là chân lý, biết đâu là con đường mình đi cho nó đúng. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi xin ca một bài ca cảm ơn Chúa. Giữ gìn con, Chúa ơi, Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa thương ban bền vững muôn đời. Mỗi ngày mà tôi ca cái bài ca này đó là tôi cảm thấy tâm hồn tôi nó bình an và tâm hồn tôi nó sáng suốt lắm. Tại vì tôi có cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, của Đấng Thần Linh. Tôi xin ca một bài ca nữa để giúp vui cho các bạn trước khi tôi chấm dứt cái video này. Và cái bài ca này là do tôi soạn ra và tôi viết ra. Gọi là đó, lời cầu xin. Nguyện Chúa sáng soi dẫn đường, giờ phút tôi tâm chán trường, và ở bên con song hành, chỉ dẫn con đường khôn ngoan. Nay lời con khấn nguyện cầu, ngày đời con lạc lối, xin dắt dìu con tới nơi an bình Chúa ơi, bằng hồng ân thánh thiên của Ngài. Ok, xin Chúa ban bình an cho các bạn. Và cái video kế tiếp thì tôi sẽ ca một bài ca bằng tiếng Anh. Bằng cũng là gọi là lời cầu nguyện, nhưng mà dịch qua tiếng Anh nó gọi là The Prayer. Ok, bye.